Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ năm an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony sẽ chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn những thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và đặc biệt là về cái chính quyền hiện tại bây giờ, bao gồm hai nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, những cái thảm họa mà chú Bảy gây ra ngày càng tồi tệ. Nội dung thứ hai, những cái âm mưu, những cái tham vọng mà đảng Dân Chủ đang muốn túm lấy cái con đường chính trị của nước Mỹ. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ, để là một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, phân tích mổ xẻ những cái tham vọng, những cái âm mưu của đảng Dân Chủ muốn thay đổi cái con đường chính trị của nước Mỹ. Nó như thế này nè các bạn, những cái chính sách, những cái sắc lệnh mà chú Bảy hoặc là chính quyền của chú Bảy đưa ra là đa số là nhắm về phía người di dân bất hợp pháp. Để làm gì? Để được lấy những cái lá phiếu từ những người này. Thì cái di dân là một cái vấn nạn của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua rồi. Nhưng dưới cái thời chú Bảy này thì nó là tồi tệ nhất. Theo như tài liệu của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới cho biết, tính đến cuối tháng này thì trong 8 tháng vừa qua, dưới cái chính quyền của chú Bảy đã có hơn 1 triệu người di dân bất hợp pháp vượt vào cái nước Mỹ này rồi, tức là đi vào cái nước Mỹ này rồi. Đây là một cái vấn đề mà tệ hại nhất chưa bao giờ xảy ra trong cái lịch sử của nước Mỹ trong 20 năm vừa qua. Thì dưới cái lúc mà chú Bảy đang vận động tranh cử đó, cái thời gian mà chú Bảy đang vận động tranh cử đó, thì chú Bảy đã hứa sẽ ân xá cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sống tại cái nước Mỹ này, trong cái nước Mỹ này. À, thế là chú Bảy đã hứa. Rồi, đảng Dân Chủ biết rõ cái lời hứa này của chú Bảy là sẽ không bao giờ thực hiện được. Tại vì sao? Tại vì họ sẽ gặp khó khăn, phía bên đảng Cộng Hòa sẽ không có đồng ý bỏ phiếu. Nhưng bây giờ họ chơi một cái cách khác, là bây giờ họ sẽ đưa cái luật này đi vào cái dự luật ngân sách. Tức là hiện tại bây giờ họ đang đề xuất ra một cái gói hỗ trợ. Nhưng trong cái gói hỗ trợ này thì các bạn nghe cái chữ hỗ trợ, tức là nó dính dáng tới tiền bạc đúng không? Nhưng không, họ luồn lách ha, họ chơi chiêu ha. Họ bỏ cái lực mà ân xá cho 11 triệu người di dân bất hợp pháp này đi vào trong cái gói của cái tiền bạc này. Để làm gì? Để cho đảng Cộng Hòa khi mà bỏ phiếu bát một cái là bát luôn cái dự luật này. Nếu mà họ đưa cái dự luật này ra đứng riêng rẽ đó thì có thể là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đó các bạn. Cho nên hiện tại bây giờ họ đang chơi cái chiêu này để họ thay đổi cái con đường chính trị là như thế này, tức là họ sẽ được lòng của những người di dân bất hợp pháp. Thì khi mà họ có những cái chuyện mà bỏ phiếu gì đó thì tất cả những người này sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, và đó là cái mục đích, cái lý do mà họ muốn làm thay đổi cái con đường chính trị ở Mỹ này là như vậy. Tức là họ muốn lúc nào đảng Dân Chủ cũng nắm quyền từ trên xuống dưới là nhờ những cái lá phiếu từ người di dân bất hợp pháp này nè các bạn. Thì dĩ nhiên cái dự luật ân xá mà giúp cho 11 triệu người di dân bất hợp pháp này mà có quốc tịch đó các bạn, thì dĩ nhiên sau khi 11 triệu người này có quốc tịch thì họ sẽ bảo lãnh cha mẹ, gia đình, anh em. Thì sau khi họ bảo lãnh như vậy thì dĩ nhiên họ sẽ có nhiều hơn cái 11 triệu này. Và nếu có những cái chuyện mà bỏ phiếu thì họ có quyền bỏ phiếu, và dĩ nhiên họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Đó là cái mục đích, cái lý do mà đảng Dân Chủ muốn thay đổi cái con đường chính trị của cái nước Mỹ này, cũng như là họ muốn nhiều di dân tràn vào trong cái đất nước Mỹ này là như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, những cái thảm họa mà chú Bảy đã gây ra trong cái thời gian 8 tháng vừa qua, bây giờ thì nó ngày càng tồi tệ, và đặc biệt là một cái thảm họa này nè, mời các bạn nghe nhé. Trước khi đi vào những cái thảm họa mà chú Bảy gây ra thì bây giờ tôi này xin chia sẻ một cái điều này nè các bạn, mà hầu như chúng ta rất là bất ngờ. Đó là như thế này, sau một thời gian dài những cái đài truyền thông chính thống ở đây binh vực cho chú Bảy, thì bây giờ họ đã nhận ra cái sự thật là khả năng lãnh đạo của chú Bảy không có. Điển hình như là hồi hôm Chủ nhật, trên một cái chương trình rất là nổi tiếng ở Mỹ này, đó là Meet the Press trên đài NBC News, thì phóng viên đã nói như thế này, ông Chuck Todd đã nói như thế này: chú Bảy đang gặp khủng hoảng rất lớn về cái vấn đề tín nhiệm, tức là cái uy tín của ông ta đang bị sụt giảm tồi tệ trong cái lịch sử.
Bởi vì hầu hết những cái sự việc xảy ra hoàn toàn trái ngược lại với cái lời hứa hẹn, lời nói của ông ta. Cho nên bây giờ hầu như tất cả, không riêng về các đài truyền thông chính thống, mà hầu như dân Mỹ hàng triệu người bây giờ, người ta mới dở lẽ ra là chú Bảy nói, nhưng mà nói nhiều nhưng mà không có cái gì hết. Rồi, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cái vấn đề chú Bảy chống dịch hoàn toàn nó không có cái gì gọi là sáng sủa hơn trong cái thời gian vừa qua, nó càng tồi tệ hơn nữa. Rồi, cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề biên giới, hàng chục ngàn người phải sống dưới gầm cầu trong cái điều kiện tồi tệ tại tiểu bang Texas. Là tại vì sao? Là vì do cái chú Bảy đã hứa hẹn quên quan, cho nên đã dẫn đến cái chuyện như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, đó là những cái thảm họa mà chú Bảy gây ra, và nó càng ngày càng tồi tệ. Thì nó như thế này, thì vào tuần rồi, trên Fox News đã đưa những cái hình ảnh là hàng chục ngàn người Haiti tự do lội bộ qua sông vượt biên giới vào tiểu bang Texas và sống chen chúc dưới cái gầm cầu có cái tên là Del Rio. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas đã cáo buộc chính quyền chú Bảy cũng như chú Bảy, đây là một cái thảm họa do con người gây ra chứ không phải là do thiên nhiên. Vậy con người này là ai? Đó là chú Bảy, tức là do chú Bảy gây ra. Tại vì mấy ngày trước đó chú Bảy đã có nói là sẽ cho những người này được tự do định cư ở Mỹ. Thì trước khi mà chú Bảy khoáng ra cái câu đó thì dưới cái gầm cầu này chỉ có khoảng 700 người Haiti mà thôi. Nhưng sau khi chú Bảy khoáng ra cái câu đó thì coi như hàng chục ngàn người bắt đầu người ta cuốn gói từ Haiti, người ta đi qua tới bên này. Đó là do chú Bảy đã phán ra cái câu đó. Nhưng thật sự thì sau khi cả chục ngàn người này đến nơi đây thì bắt đầu chú Bảy mới đổi lại cái lời nói là không, bây giờ trả họ về quê quán. Và đây là cái cách thức mà đảng Dân Chủ che đậy những cái thảm họa như thế này. Mời các bạn nghe nhé. Nhằm che đậy những cái thảm họa di dân trú ẩn dưới gầm cầu Del Rio, thì ngày 18 tháng 9, cơ quan quản trị hàng không liên bang gọi là FAA đã ra lệnh cấm phóng viên sử dụng máy bay không người lái để chụp hình di dân Haiti bên dưới gầm cầu, hoặc là không cho quay phim này nọ kia, cấm khoảng 2 tuần lễ. Nhưng sau đó thì họ đã bị áp lực. Họ đang dùng theo cái cách đường lối của Trung Cộng đó bạn, tức là cấm tự do người dân á. Nhưng mà sau đó thì FAA đã thu hồi lại cái lệnh cấm này, cho nên rất may là đất nước Mỹ của chúng ta không bị áp đặt theo cái đường lối của Trung Cộng. Rồi những cơ quan truyền thông lớn như là ABC, NBC, CBS, CNN, New York Times, Washington, người ta thường thường là ca tụng chú Bảy. Nhưng mà bây giờ họ đã nhận ra những cái thảm họa mà di dân mà chú Bảy đang gây ra cho đất nước Mỹ này á. Thì bây giờ CNN nói như thế này: uy tín của chú Bảy đang bị giảm không phải chỉ vì vụ rút quân chạy tốt quần khỏi Afghanistan đâu, mà còn những cái vấn đề như là chống Covid-19, vấn đề kinh tế của nước Mỹ, và đặc biệt là cái vấn đề di dân mà chú Bảy đã gây ra cho cái biên giới của nước Mỹ. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ năm, tôi được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ và chính quyền thứ 46. Thì tôi được cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để làm một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cũng như bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì bấm cái nút đăng ký và bấm cái chuông lan và đẹp kế bên để nhận được những cái video mới nhất mà Tony post trong cái channel nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day. Bye bye.